Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Quê. Hôm nay sau khi tạnh mưa thì thứ nhất là để tôi đi thử mic, hai nữa là đi kiểm tra cái đàn ong đã giới thiệu để xem là chú đã đẻ chưa. Thì theo như phản hồi của một số hộ nuôi thì tính đến thời điểm hiện tại thì chú đã đẻ rồi, cách đây 3 ngày. Hôm nay là ngày 11, thứ 11 rồi quý vị ạ. Đấy, chú nở được 11 ngày rồi. Và để kiểm tra thực tế thì hôm nay mời quý vị đi cùng tôi nhé. Bây giờ sẽ ra kiểm tra đàn đầu tiên ở nhà ông Đinh Công Thịnh tại ngoài khu 2 quý vị nhé. Nào chúng ta cùng đi nhé. Và hôm nay để trải nghiệm cái mic này xem là đi nó thu âm có tốt không. Mic không dây boy ra. Vừa tôi lấy cách đây 3 ngày quý vị ạ. Hôm nay mới có dịp để thử. Trưa nay thì có hơi nắng, nhưng mà đến bây giờ thì trời lại âm u, lại có những hạt mưa rồi quý vị ạ. Trời đất năm nay chán quá, thời tiết không ủng hộ cho ngành nuôi ong một chút nào cả. Sau quãng đường đi thì tôi đã đến nhà của bác Thịnh nhé. Và để đảm bảo thời gian không mưa mất thì tôi sẽ kiểm tra luôn, tiến hành kiểm tra luôn quý vị nhé. Kiểm tra duy nhất một đàn này thôi. Hôm nay xuống nhà nhất thì đàn nó đỏ xử lý là tách bị lỗi. Để tìm chúa về nhé. Ngày hôm nay cảm ơn ba tổ đi làm, ít đi làm lắm. Nó thời tiết. Để lui ra. Thế có quân đem cho sang đấy cho nó. Bác để này nó không úm hết cầu, bác phải rũ cái cầu kia đi. Rũ cầu bỏ đi. Hả? Ui dồi, đổ mất. Cái này vừa lấy tùng kia rũ cái quân này đem đặt sang đấy mà. Nè. Lấy mũi nhộng không sang không đây. Nó ăn đấy. Mà để giúp cho. Không ổn rồi. Hả? Cái này là con ong thợ nó để này. Chúa mất rồi. Mất chúa. Vâng, mất chúa rồi đó. Để có kiểm tra nốt đấy. Vì... cái đấy vừa mới bỏ ăn trưa mà. Chuyển chưa? Đi xuống lên ăn. Đây. Để kiểm tra hết đó. Ừ. Thì mở lấy cái... Trên kia nó đang đan rửa. Cảm ơn. Mất con chuối rồi bác ạ. Ờ, thì hôm bỏ cái mấy hôm đấy, hôm xong đấy hôm qua. Kiểm tra con chú, phải mặc chùm mà để mặc kiểm tra cái bên kia xem thả chú kim gì ra. Ừ. Chú bên chú ruột thì đẻ rồi. Ừ. Này là ong thợ nó đẻ này. À, đẻ lung tung. Đang bảo nó nở hết đèn này, mới lao cái cầu mới cho nó đan mà. Chỗ hai trứng này. Ở kia nó đang ra, mà ong đang ra ngầm kìa. Con chú kia còn không hay chết rồi? Còn. Nhốt trong lồng ấy. À? Cái con nhốt trong lồng ấy. Để thả ra thôi. Bây giờ bác cháu tôi sẽ tiến hành thả con chú cũ quý vị nhá. Con chú tơ. Con này cháu nghi là bị... vào nhầm tổ. Phí quá nhỉ. Vâng, mùng 2. Hơn chục ngày, hôm nay 11 ngày rồi. Ờ. Hôm qua kia đâu chục ngày rồi đâu mà tôi. Vâng. Sốt ruột nhỉ. Để nó đan cái cầu bên này à. Cái mới là nó ổn cái thả cái cầu mới vào cho nó ấy. Vâng. Nó đan xong nó để ra. Bên này cầu mới không? Bác xem con chú kia vẫn còn đi. Ờ, hôm xưa mở vẫn còn. Mắc cái gì đây?
già quá. Không nói già giờ là được ạ. Cái này mặc cái này không có tí nữa vào luôn. Nó đốt đấy. Nó cắn vào mắt rồi. Đấy hôm nhìn thấy mà ở thì chắc nó cũng giống vì nó lớn lớn rồi này. Đợi mãi để xem đi làm cho nó. Khi nào cả nó đi ra đi vào. Ngày hôm nay cả bốn tổ chào với chồng cháu nó đi làm ít lắm, vì mưa mà. Chắc thời tiết nó do thời tiết mà. Mà sáng sớm nó lên có cái đường từ u xuân rồi. Vâng. Nãy giờ mà này hôm nay là sớm nữa nhỉ vào đây. Kiểm tra lại lần nữa xem nào. Như mất được nhờ. Bà cái đấy chuyển sang nó nở hết quân thì bỏ cái cầu đấy mà. Nở quân thì lau cầu mới bỏ cầu đấy. Để bỏ đi. Lau nó đến nở hết quân thì lại bỏ mà. Gia đình để tuần để cho quân là không biết là cái đàn ở trong chỗ Bắc Khiêm thế nào. Bắc Khiêm không biết là ong biết nào. Trường Lan á. Vâng. À trong cũng ấy à. Vâng. Trong bảy hiện đấy chị. Tí này vào kiểm tra hết luôn. Hôm mùng 2 cũng tôi ra kiểm tra thì chúa mới nở, à chưa nở. Thì sau vài hôm thì bác có chia sẻ là đã nở rồi, nhưng mà chắc là do đi phun giống nên là bị chuồn chuồn bắt mất hoặc là chui nhầm vào tổ nào đó ngay cạnh đây. Nhiều nguyên nhân lắm. Bây giờ lại phải lấy con chúa kia sang để thả vào đây. Bác cháu tôi sẽ tiến hành giới thiệu con chúa cũ vào đây quý vị nhé. Con chúa này xuất phát từ cái tổ này. Trước là tách thì nó có hai mũ. Nở ra thì nó tách một đàn sang bây giờ ra đằng sau. Còn một con này thì đã nở sau. Nhốt lại và để giới thiệu mũ quý vị. Đây, cháu ấy. Chúa đẻ tốt nhờ. Bên này chỗ để đẹp đấy. Đấy cầu ấy đẹp quá luôn. Cái này vừa lau một viên này. Để lấy cái chỗ như thế. Lẽ là bác đừng có để nó tách mất thì đẹp quá. Trong thời gian vừa rồi thì sau khi tách bác không để ý cho nên là nó xây mũi chúa và đã tách ra một đàn nữa quý vị ạ. Rất là tiếc. Vẫn còn. Đây cũng là con chú tơ quý vị nhá. Bây giờ tôi sẽ tiến hành viện vào đây. Chuyển vào đây. Giới thiệu. Cung cấp giới thiệu chúa vào đàn mất chúa lâu ngày thì chúng ta phải để một lúc cho khi con chúa nó tỏa hơi mùi cái pheromone của nó ra nhá quý vị nhá. Đợi một lúc xong chúng ta mới thả. Không có nó bu và nó cắn chết, quần nó cắn chết luôn đấy. Này khi chúng ta thả ra là nó sẽ tiếp nhận luôn. Đâu vậy chị? Nè. Đấy con chúa trong quý vị. Đấy. Con này cũng nhốt cũng hơn chục ngày rồi bác nhỉ? Đấy không có bắt đầu
12 ngày rồi. Đâu vậy anh? Nay con đi làm à? Thuần, nay con đi làm à? Chú bỏ ra rồi các bạn. Ông chú đang được lũ ông thợ chải chuốt. Sau hơn chục ngày cầm tù thì hôm nay được thoát ra. Cần nhất cầu nào không để không nhỉ? Dạ. Đã tí nữa để xem có cầu nào có nhiều nhộng thì nó sẽ nhấc sang. Đổi cầu này sang, cầu này xấu quá. Dạ. Cái này vừa lao hôm trưa này. Làm chưa? Bắt đầu làm một lần hai nữa. Ừ, làm ác phết rồi. Cầu bên trong này thế nào? Đẹp không? Không thì lấy ở bãi đàn bên kia sang. Không thì lấy đàn bên kia. Ủa, toàn ông được rồi. Cầu này cũng bỏ được rồi. Trong đây hai cầu, cầu này nó đang đan rồi. Cái cầu này sao nào? Cầu này thì... cầu này lao trước này, cầu này lao cái dây sau này. Bác lao nhiều thế à? Bác lao nhiều thế à? Đấy, tính trước kia cầu này lao sau này. Thì người bác làm kẹp nó một con đây sao? Không phải. Không, cầu nào vậy? Lấy một cái lau, không cái lau trước cho nó sau rồi lau sau trước sau cách nhau mấy ngày đấy, đợt nó ấy quá rồi tôi cho nó bác phải đợi lúc nào cầu này nó xây hoàn chỉnh bắt đầu mới lau đấy, cầu này lau sau rồi đấy. Đấy. Lấy cầu này nhá. Ờ, thì lấy một cái cầu để lên cho nó, kèm mấy cái cầu kia cho nó ấy. Không, chỉ lấy một cầu, đặt cầu sang thôi. Chứ bên kia không để nhiều cầu lắm. Mới này cho nó thích.
À, lại có một chú này bác này. Làm để săn đàn này. May nhá, sắp nở rồi đấy. Đây. Mẹ đã nhốt chú ở đây còn vẫn là cái gì. May hôm nay là kiểm tra quý vị nhá, không có đàn kia lại chuẩn bị xé nơi, đây là mũ chúa đây. Đấy. Sắp nở, mai kia là nở. Sao nó lại làm ở đây là nào nhỉ? Xe nó to. To lắm. Đấy. Như trường hợp này thì tôi sẽ bóp bỏ con mũ chúa này nhá, không để. Cái này để thế này được không? Vâng. Để hai cầu nhé. Đã. Để hai cầu nhé. Để một cầu thôi. Để một cầu thôi. Giữ quân này đấy à? Vâng. Để quân. Đã. Giữ quân đấy gì? Vâng, giữ quân để không, có nghĩa là cháu giữ quân ở đây. Để quân bên đấy lấy cầu ra đây gì? Vâng. Quý vị nhé, với những đàn mà mất chúa lâu ngày và ông thợ nó đẻ vào cầu và các lỗ tổ lung tung ra 2-3 trứng thì chúng ta nên giới thiệu vào đàn khác quý vị nhé, để cho ông thợ bên mạnh nó vệ sinh. Đây này, bên này đắp chúa này. Để kiểm tra hết đấy bác nhá. Nếu có mũi chúa ấy. Cái ý vừa nhấc bên kia sao đúng không? Không. À, cái này nhấc bên này, bên kia sao? Thùng bốc bẩn quá rồi. Quên xem như là mày ở nó đi mất. Nhấc cái thùng ra để thay thùng khác luôn nhé. Thay thùng khác á? Thế bác phải lấy thùng khác lên. Đây rồi, ở đó mà để đi nhấc cả cái này ra luôn rồi. Đặt thùng khác ra đấy rồi. Đang lên là mai bắt đầu đi. Tối nay bác về bác pha cho một ít đường bác cho đây cho nó ăn nhé. Vâng, cho ăn liên tục trong 2 ngày để cho nó xây hết cái cầu này. Đây, bác đặt vào đấy đi, bác vị trí cũ. Ôi bị chặt rồi. Bắt đầu bị cứt rồi. Cứt. Do thùng đóng không đúng kích thước cho nên bây giờ là phải xử lý lại quý vị nhé. Thì đoạn này chúng tôi được tua nhanh. Nó rất là dài.
Vâng. Nó bám cầu. Nó là bác nhậu cháu nhá, để cháu vào trong kia kiểm tra. Để cho hai cầu răng nó bám vào cho nhanh. Vâng. Cũng được. Vâng, đợi cháu tí. Bác làm kẹp trên đó. Bác tay tay trả tí, nó dính vào nhau lại rơi xuống. Nó là bác nhấc sang nhá. Để cháu vào trong kia đi. Và bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra đàn thứ hai quý vị nhé. Đàn này là đàn tách quý vị. Để xem là tình hình nó như thế nào. Vào hôm mùng 2 thì kiểm tra đàn ở chỗ nhà bác Thịnh. Kiểm tra đàn ấy chưa nở. Và hôm này thì đã nở rồi, nhưng mà vào kiểm tra xem là đến hôm nay chú đã đẻ chưa. Tuy nhiên thì người ta đang bắt cá này sao. Ai à, đánh cá không? Ba, bố về à ba trẻ? Ông, tao đi làm clip vậy ông? Được nhiều không? Quay. Được bữa chưa? Nếu mà được thì trộn lên được quá. Được chưa khỏi nhiều con nữa. Quay được một cái đấy quay. Quay ông được một cá to. Thôi được chị ơi, ông ôm con Yến lên quay em thích. Đó mà chắc có con Yến rồi. Mắm nào cá chê chả thấy cái màn nhỉ. Mốt tim cũng thấy rồi. Thì thoảng câu hết rồi còn lấy đâu ra nữa. Lên thì hai đứa lên người ta. Chưa bao giờ câu. Hôm nay đông mềm cũng được. Thế đó, chè bờ nó đi vấn đề. Chơi lai à hay là chơi lai á? Chơi phi đi. Cả nheo trước cỏ chứ muốn nhỉ? Lăng không nhỉ? Lăng. Được con nào chưa? Xôi là. Chả được, mình phải đánh mãi này quá. Được thì làm gì mà để con cháu mày quay mãi. Được to đâu mà quay. Rồi con đánh đi nhá. Vào trong này thì đi. Mãi chả thấy được con nào ấy. Quay xô ấy, quay trong xô ấy. Quay trong xô ấy. Bé quá. À, giờ ông ở ông chơi thì được nhưng mà chơi ông khó lắm. Cháu vào đây đi. À, mất một quãng thời gian do là xem người ta đánh cá quý vị nhé. Bây giờ sẽ vào kiểm tra đàn ong thôi. Để đi cho kịp thời gian vì còn hai đàn bên khu 9 nữa. Nhà chủ hôm nay đi vắng quý vị ạ. Thôi đành kiểm tra một mình vậy. Thạch sung. Ong rất là đông quý vị ạ. Quý vị xem này. Đây như trên nắp.
Nên đàn này thì Chúa đã đẻ rồi, đảm bảo rồi quý vị. Thế là yên tâm. Đàn này thì cơi mũ đực rất là nhiều. Chúa để không và đã thấy Chúa rồi quý vị nhé. Đây, Chúa đây quý vị. Đây là yên tâm quý vị nhé, con Chúa này đã đẻ rồi. Đây này, Chúa đã đẻ. Thường thường với những cái đàn mà chúng ta giới thiệu mũ chúa để thay chúa hoặc là tách đàn thì khi mà chúng ta kiểm tra thì chúng ta phải kiểm tra toàn bộ các cái cầu để làm sao phát hiện được mũ chúa cấp tạo như vậy nhé. Nhỡ có mũ chúa cấp tạo thì đàn nó đông này thì kiểm tra là an toàn nhất. Nhỡ nó xẻ đàn mất. Ồ, rất là đẹp quý vị. Vậy là yên tâm, đàn này là đã yên tâm quý vị nhé. Còn hai đàn bên kia thì chắc phải mai rồi, hoặc là ngày kia. Thì ngày mai thì theo lịch trình của tôi là sẽ đi đền Hùng quý vị nhé. Các vị, mọi người đã thấy quả đu đủ được chưa? Đây, cây đu đủ được này có quả đây quý vị. Đấy, xa quá. Đấy, quả đu được quý vị. Quả đu đủ được. Theo như nhà chủ bên khu 9 có chia sẻ thì đàn chúa bên ý đã hai con thì đã đẻ hết quý vị nhá. Khỏi phải kiểm tra nữa. Vì bên ý chú cũng một thời gian cũng làm thợ nuôi ong quý vị ạ. Nên là cũng là yên tâm. Và bây giờ thì tôi xin phép được chào toàn thể quý vị ở đây nhé. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Mong quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ kênh nhé. Hãy bấm chuông để nhận thông báo và nhấn đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ cho kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.